Chào mừng các bạn đã quay trở lại Click by Channel. Chỉ có một vài ngày nữa thì Galaxy S10 sẽ chính thức được ra mắt. Tuy nhiên thì gần đây Xiaomi đã leak ra thông tin về chiếc Xiaomi Mi 9, leak một cách công khai trên trang của CEO luôn. Và có thể nói rằng Xiaomi Mi 9 được leak ra một cấu hình cực kỳ mạnh mẽ. Mình nghĩ rằng cấu hình này sẽ đi theo một mức giá còn hợp lý, đâu đó khoảng tầm 14 triệu nữa thì có thể Mi 9 sẽ là một chiếc máy cực kỳ hot trong năm nay. Trong video này thì hãy cùng mình tìm hiểu xem là Xiaomi Mi 9 có những cái gì mạnh mẽ để có thể đối đầu với Galaxy S10 nhá. Ok, bắt đầu nào. Nếu các bạn quan tâm các sản phẩm Xiaomi thì ở trên Clickbuy có rất nhiều sản phẩm, các bạn truy cập đường link dưới phần mô tả có thể mua được mức giá tốt nhất từ Clickbuy nhé. Và theo ông Lee Jun thì Mi 9 sẽ được trang bị chip Snapdragon 855. Đây sẽ là smartphone đầu tiên của Xiaomi được sở hữu tính năng Game Turbo. Tính năng này sẽ giúp tối ưu hiệu suất của GPU, giảm được lượng pin tiêu thụ và nhiệt độ, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Với Game Turbo thì khi chơi game, người dùng có thể nhìn thấy cả tốc độ GPU, số khung hình trò chơi theo thời gian thực. Có thể thấy rằng tính năng này khá là giống với Afterburner chúng ta hay cài ở trên máy tính để có thể đo được hiệu năng game khi mà chơi, để xem là liệu card đồ họa của chúng ta có gánh được game này hay không. Cũng theo như những thông tin được leak ra thì Xiaomi Mi 9 sẽ được trang bị tính năng làm mát khi xử lý các tác vụ và game nặng để giúp máy có thể tản nhiệt tốt hơn, tránh tình trạng là sẽ bị giảm xung nhịp của chip. Theo một bức ảnh được đăng tải lên trên Facebook, leak ra số điểm của chip Snapdragon 855 ở trên Mi 9 sẽ có một con số AnTuTu khá là khủng lên tới 387.851. Theo thông tin mình thu thập được ấy, thì ở trên chiếc Galaxy S10 Plus phiên bản cao cấp nhất, tức là 12GB RAM và 1TB ROM, chúng ta chỉ có điểm hiệu năng khoảng tầm 326.000, nhưng mà trên Xiaomi Mi 9 sẽ là tận 387.000, gần 388.000. Trong khi đó, mức giá có thể được đưa ra sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 590 đô, tức là khoảng 13,7 triệu đồng. Có thể về Việt Nam sẽ bị đội giá lên tầm khoảng 15 triệu, đó là theo dự đoán của mình. Còn phải đợi khi về Việt Nam mới biết được. Ví dụ như là chiếc Pocophone chẳng hạn, khi về Việt Nam thậm chí giá còn rẻ ngang với việc là đã được công bố, còn không bị cộng thêm khoản phụ phí vào, rất là tuyệt vời. Một điểm đáng lưu ý là Mi 9 năm nay sẽ sở hữu công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình thế hệ mới, tốc độ mở khóa tăng lên 25%, và ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt. Nhưng mà với cái màn hình dạng màn hình giọt nước này thì mình nghĩ rằng mở khuôn mặt năm nay sẽ chỉ là mở khóa 2D mà thôi, không còn được mở khóa 3D như là trên Mi 8 nữa. Màn hình của Mi 9 thì sẽ là màn hình dạng giọt nước như mình vừa nói từ nãy, và màn hình này thì sẽ được làm khá là mỏng phần viền, cũng như là việc có kích thước 6,4 inch, hỗ trợ được phân giải Full HD và độ sáng sẽ là 600 nit. Và về camera của Xiaomi Mi 9 thì năm nay CEO của Xiaomi là chủ tịch Lee Jun cũng rất tự tin khi nói rằng sẽ được đi kèm một chiếc camera thực sự. Có nghĩa là ngụ ý rằng camera của Mi 9 có chất lượng rất là cao. Và cụm 3 camera sau của máy này thì sẽ có độ phân giải lần lượt là 48MP, 12MP, 16MP. Còn đối với camera selfie thì sẽ là 20MP. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có thông tin là camera sử dụng cảm biến đến từ hiệu suất nào, nên là chưa có thêm thông tin rõ ràng hơn, chỉ biết được về độ phân giải mà thôi. Khi ra mắt thì máy chạy sẵn trên nền tảng Android 9 với giao diện MIUI 10. Viên pin đi kèm có dung lượng là 3500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 32W. Và ngoài ra thì Mi 9 cũng tích hợp một phím bấm riêng thân máy giúp việc trợ lý ảo. Cái này thì khá là giống Bixby ở trên những máy Samsung. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái trợ lý ảo này chắc là cũng sẽ giống như kiểu Bixby, tức là nó không được hiệu quả cho lắm và chúng ta vẫn coi là một phím thừa. Và các bạn thấy sao về chiếc Xiaomi Mi 9 này? Liệu nó có xứng đáng là đối thủ của chiếc Galaxy S10 hay không? Hãy để các bạn dựng phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.